mọi người. Hôm nay ba mượn cháu mình là anh đêm và đặc biệt là hôm nay bà ngoại của mình đã mua được một con ốc rất là ngon luôn. Hơn một cân đấy, trong này chỉ gần 2 cân thì hơn cân bà chả biết nữa. Nói nghĩa ra là hôm nay sẽ có bà mình lên quay cùng, nhưng mà bà đắp chăn xem livestream xong rồi bà bảo là thôi bà lạnh lắm bà không lên đâu. Okay. Hôm nay có gì ngoài ốc ra? Hôm nay có cánh gà, khoai tây với cả nem chua, bởi vì mình không thích ăn ốc lắm ấy, nên là mợ mình đã chuẩn bị cho mình mấy món này. Cho mình luôn á. Giống mã thôi, ốc chỉ là phụ thôi đấy. Chân ăn hết rồi nha các bạn. Đấy, còn có mấy cái chân như vậy thôi. Bà sẵn nước chấm để chấm nem và chấm gà rồi này. Hôm nay mình sẽ ăn cánh gà với cả đùi gà. Không có đùi đâu. Cái phần đầu trên của cánh. Đấy, vì nó rất là to, mình định để làm cái này xôi bó ấy. Bó xôi, gà bó xôi đấy, nhưng mà thôi cho chiên luôn, ăn cho đủ. Nồi hôm nay là vừa tạo xong cái nồi bạn nhá. 110 sao ruột quá. Nó cũng lại đắt tiền, hơn 40.000. 40.000 nem thịt ngon. Hôm nay mình sẽ làm khoai tây lắc phô mai. Đây là gói phô mai được chưa? Vẫn còn rất là nhiều nên tranh thủ ăn. Chắc cái này không dính đâu. Đang nào dính lại hơn. Lấy đũa gắp đi. Không có là bỏng tay hay mà lấy kẹp đi nhá. Cẩn thận. May quá cái này không dính lắm. Chà, cái nem nó không dính. Cái nem này không dính ạ. Cậu ơi, để dịch sang bên kia được không? Chắc cái này chín rồi nhỉ? Để luôn đây. Đấy, quên mất đấy, khoai tây vào đây cho anh này. Phần thường. Ăn bỏng. Treo tay. Mẹ ơi. Nó đang nóng lắm. Nó tận bỏng rồi. Cứng lắm. Tí cháy rồi. Ok, mẹ đâu rồi? Trong lúc chờ đợi nhé, mình ăn luôn. Ăn rồi. Ngon mọ. Nhưng gà đến sau. Mình quên mất là cái món khoai tây này chiên đâu, nên phải chiên khoai tây trước rồi. Các bạn ơi, đây là bát bằng để chấm ốc của mình nhé. Nước xả tắc, ngâm chân gà của mình, đặt thêm gừng này. Đó, cho thêm ớt này và cho thêm một tí nước mắm cho bạn. Cái lâu giòn, lâu vàng thế, khoai ơi. Hôm nay mình sẽ ăn nhiều một chút. Đây, mình sẽ vớt cái khoai tây ra. Vàng rô. Vàng rô. Xong rồi Hồng Anh sẽ rắc một phô mai nhé. À, mỡ cho nước vào nồi ốc. Đây, chờ mình. Đây, để đây này, ôi dồi ôi cậu ơi. Mình dán nó cái chỗ nem chua đỉnh hết các bạn. Mình dán xuống đất luôn. Mà chồng cái là đẹp đến thịt luôn. Mà hình như họ bảo nem chua không cần ra đông dán luôn sao nhỉ? Ok. Bạn vừa xử lý này, mình món đấy để mình làm. Tất nhiên rồi. Bạn cũng làm một bạn cho tí. Mình chính một canh này, bạn Hồng Anh ấy với hồ bạn mơ ấy. Bạn ra không ai rồi à? Vâng. Đây là một cái ít một canh gì nhỉ? Mình nấu rang, lên rồi. Mình rang để mình làm cái gì nhỉ? Muối vừng. Mình rang muối vừng ăn các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ làm. Muối vừng của bao rồi? Quê các bạn dưới ạ. Đợi ăn tí. Rồi, bà lấy cho. Ăn muối vừng cái gì? Đây nha. Nhiều thế nhỉ? Một lá. Tại vì nó còn một ít. Đấy, đây là món muối vừng kẹo lạc của Việt Nam. Sao vậy? Ôi, không sao hết. Cậu ơi, Nghĩa ơi, chú Trường ơi, sắp xong rồi. Mọi người ra luôn đi. Cái này thì Nghĩa dã nên nó không bị ấy lắm. Không ạ, không ạ.
Đó nhất là phần lơ ra. Đắt chia là. Ở trong này thì mình đã cho thế nào? Thì chính xả, xả, ớt, gừng, lá chanh. Đó, nêm chua nhé. Ok, mình còn món gì nữa? Chỉ ốc là xong à? Vâng. Cứ để đây nhỉ. Cứ cho tôi bảo cái gì giòn giòn nghe cái gì. Đó đây là ăn đêm. Cho ngày ăn đêm. Nhà này ngày ăn ăn trưa tối ăn đêm từ sáng qua sáng. Cầm tay dễ hơn. Ăn gà thì cầm tay luôn. Ăn nem chua thì bảo là ta thể dừng nhưng mà vẫn chưa tập này. Ok ạ. Ừ đúng rồi em. Tận tuần trước mợ bảo là gì à? Có video tập thể dục. À thể dục á? Ừ thì cứ nói thế, còn lúc nào tập được thì tính hai sao thôi. Tập theo Julia. Ô hình như là nó bung cái mắt rồi, tập đúng không? Bung cái gì đấy? Này. Quá đúng không? Này làm sao mà ăn được, tôi chết cứ thấy luộc bớt để lại mai được nhỉ? Hay ra, bỏ. Bỏ cái phô mai đi xuống thôi. Anh ngân gà đi ăn ốc sau. Có được. À, mình đang sử dụng cái chĩa răng để làm dẻ ốc. Đấy, cậu mình có ăn ốc ăn đi hay là có ăn thứ khác thì có ăn. Thì ăn ốc rồi nha, cậu ơi cậu nhé. Cái phần này nó quẩn sốt nhanh hết thế nhỉ. Mình sẽ chế thêm cho nó. Cái này bạo cậu. Hả? Cái này vừa lấy lạnh mà, bây giờ nó mới nóng đấy chứ, ở trong bếp lâu nóng. Bằng tay nha. Ai nem chua đi, người nào không ăn thì người nhìn. Nghĩa đây mẹ cái chai nước sốt kia. Nó cầm ở dưới, con đừng cầm cổ nó đổ ra. Ai cầm chắc à. Các bạn ơi, một phút quảng cáo. Mình thích ăn chân gà, cánh gà bằng cái nước sốt thái thành con gà. Không biết tên nhé. Bỏ á. Ăn cái này ngày mai là phải tập được bớt nữa. Ngày mai bắt đầu tập thể dục. Vậy là clip của bọn mình đã hết. Hẹn gặp lại mọi người những video sau. Bye bye. Bye bye. Hôm nay chỉ có ăn và ăn thôi.